cũng được luôn. Chị mẹ một tấm không? Dạ, mình để ba mẹ chụp với nhau một tấm không? Không chơi trong là chung với mẹ. Bà xin phép cho một tấm thôi. Đi nhá. Năn nỉ luôn một tấm thôi. Mở chảnh nhá, thì mỗi một lần mà đến những cái nơi công cộng như này này thì bao giờ mở chảnh cũng có một cái suy nghĩ là đây là đâu và tôi là ai đó. Nhưng mà thường thì chỉ ở trên thảm đỏ thôi, chứ bây giờ quay ngoắt có một tí giây thôi đó. Chảnh bây giờ thấy bản chất là rất là năng động. Anh nào ơi, ta nói kìa. Bốn, năm. Chú mười. Bây giờ đã vui chưa? Sau khoảng 15 phút cố gắng. Rồi, 2, 3. Anna cười, bây giờ Anna xe máy cho mẹ đi. Nói chung là hôm nay thì cái bình rượu của mình không có chịu tách rời khỏi mình, không cho Thi và Hỷ sẽ có những cái khoảnh khắc riêng để chụp hình chung với nhau, lúc nào cũng đeo dính vậy, đúng không anh em? Dạ, lúc nào cũng dính ba đúng không? Thế là thương ba hơn mẹ đúng không? Là sao? Có hay không? Dạ, nói chung hôm nay là một cái event rất là lớn và hai vợ chồng rất là muốn có những cái tấm hình riêng với nhau nhưng mà tự không thể mua. Và đây, đi bước bình đụng như thế này đó, nhiều khi đứng như thế này thôi nhá, thay vì mình sẽ có shot hình đẹp đúng không? Đó, đó, mọi người nhìn thấy không? Anna sẽ đứng ra trực tiếp và hóa đám. Và hôm nay thì cũng là một cái dịp gọi là nàng ấy hơi chướng. Nói chung cái lúc cần á thì nàng ấy không muốn hợp tác, còn bây giờ lúc không cần thì nàng ấy là đi nhẹ lắm. Cũng chả không có hợp tác đâu. Đấy, lúc bé hôm nay bé cứ kiểu như thế, hơi pha láo một tí từ suốt đầu cái event đến bây giờ. Nhưng mà không sao, đó cũng là một trong những cái trải nghiệm rất là hiển nhiên, rất là thú vị, rất là đặc biệt đối với Anna và nhà. Okay. Right, let's go home.